Hello các bạn, hôm nay mình đang ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Và tại đây mình đang theo dõi một cái trận đánh game rất là gay cấn nè. Thì hiện tại mọi người đang chuẩn bị mồi, dây thẻo, các thứ. Ra đâu? Rong luôn. Rong này, lấy rong mình đánh. Ơ? Lấy rong tát hay mà. À, bãi cành. Ở đây mấy anh em cũng xài PKK nè các bạn. Một cái loại một cái thương hiệu lưỡi rất là phổ biến ha. Ở đây. Đi đâu đi anh? Làm gì anh? Càng anh ạ. Đánh game luôn hả? Có game không? Ờ, đánh chơi đi. Có gì anh em mình test. Mình không ngồi mình test nữa. Chưa đồng mình chưa đánh game rồi mà. Ngồi bên đây test. Coi thử nó chẳng như nào đúng không? Ai cũng thấy ai đi test càng giờ. Thằng máu nghe nó vô rồi không tao quýnh. Mới sáng mà thấy có lỗi chi đó rồi đó. Tới giờ xuống cần rồi các bạn. Thường thì mấy anh em ở đây mỗi cuối tuần sẽ tụ họp với nhau như vậy á. Đây là trong một cái group cầu đài của anh em từ Đà Nẵng tới lại Quảng Nam. Mỗi cuối tuần thì sẽ tụ họp như vậy, câu giải trí với nhau, rồi ăn uống, giao lưu với nhau. Đừng có đấu kiếm nghe. Không quen tay nhà đó, cái tay phải dàn cái tay ra, đừng quên cái động tác dàn cái tay ra. Tay mà xếp vô cái là dễ ngay cái bắt đó. Cái này được chứ. Cái này có. Ok. 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 Ok
Bốt trong tài khoản bốt còn 43 triệu. Không bao nhiêu nó có 2 ngàn không? Để ở bên gì cục. Cá ăn dạch. Thấy mấy anh em lên cá nhìn ghiền quá các bạn. Đợi mấy anh em đánh game xong thì chắc mình cũng ráp cần vô đánh câu thử. Mình cũng chưa biết câu cái này cho nên chắc cũng sẽ tập từ từ. Đây câu 6 7h không? 6 7h không? Bay nhanh nhanh. Rồi cá đang nhiệt rồi, cá đang dày quá. Chi đã ra rồi. Để ra suối tìm không? Bên cái lỗ đó cá bự dễ sợ. Sao bấy lặng bấy lặng không? Bên kia anh. Cái lỗ anh này nè, cái bên nè. Nhìn ra thôi, còn lại cũng không không được quá cao rồi, không phải em tới không. Khó ghê ra. À, ở đây là đó. Có câu vô. Ra. Ui ui ui. Cái lỗ cá lớn ghê. Cá nào mấy bảy lạng lạng không. Tiếp tục có ta luôn. Cá tra không tính luôn hả? Cá tra đó chứ, cũng cá tra đó. Cá tra cái mẹ. Đó đâu có cái câu mới có cá tra. Cắn lực. Ui, đù cái mẹ cái gạch cá rồi. Gì cũng bịch trời. Anh còn cái gạch tay mua anh sợ. Ôi ai cho mượn cái gạch tay gạch tứ rồi. Mập ơi. Mập cho mượn cái gạch tay kìa. Mập ơi. Cho mượn cái gạch tay nè. Gãy đâu rồi à? Mượn quân phương đó. Hết thời gian thì mọi người sẽ cân ký xem ai câu được nhiều nhất, trọng lượng nhiều nhất thì sẽ quyết định phần thắng nha. Chưa. Trời. Bà sao muốn làm? Quá đầy vậy, ngon ngó trơn, ngó đều ra. Ngó đều rớt một lô. Một rồi mình có. Nhà anh chơi có này. Ông mà đẹp tụ mà nó sống sớm ngủ dài cái thang đen rồi liếc con em. Ngủ chân được vài đâu luôn, được thấy được không? Đâu lẽ được trăm chân.
Mọi người đang tham khảo cần của coi nha các bạn. Không có để xí xì bích xì cơ rồi nó vô ăn nó nấu. Lên họa tiết đẹp lắm anh ơi, thiết kế đẹp lắm. Đây có mấy anh này mày thử cứ miết rồi đó. Cứ đặt cái mặt nhau cái là cú, đặt cái mặt nhau là cú rồi. Bây giờ các anh đang nghỉ trưa để ăn uống xong rồi chiều mát sẽ ra công tiếp. Vô cua hồi lâu em nấu không anh? Đừng đi. Tại nó kêu nó mua coi mà không có mũ không súng nó có mũ coi lặn súng rồi. Ồ, tối nhắn tin kêu anh Phương tài trợ cho mấy cái cần tới cho anh em tới. Anh nữa anh kêu tặng được ấy là tặng cho mình cho đâu rồi đấy. Thì to chứ này không cho anh đủ tài trợ rồi mà. Tao sang đi. Tao sang đi. Đủ ngồi đủ. Rồi đủ vô rồi. Bốn hộp sữa rồi. Bốn hộp bò, hộp nằm hộp gì cũng sao. Bây giờ mình dừng clip để ăn cơm cho các bạn nhìn các bạn. Vào clip sau. Có cần ngồi vô cho mấy anh em ngủ.